Aaron Ramsdale đã có sự trở lại đầy cảm xúc với câu lạc bộ cũ vào thứ Bảy khi anh ra sân cho Southampton trong trận đấu tại ngoại hạng Anh đối đầu với Arsenal. Cầu thủ 26 tuổi, người đã chơi 89 lần cho pháo thủ trước khi chuyển sang gia nhập The Saints với hợp đồng trị giá 25 triệu bảng vào tháng 8, đã rưng rưng nước mắt trong lúc khởi động. Những người hâm mộ pháo thủ đến sớm đã dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt, dẫn đến phản ứng đầy cảm xúc từ cựu cầu thủ này. Ramsdale sau đó đã có 3 pha cứu thua trước đội bóng cũ của mình, nhưng đó là điều không đủ để giúp Southampton tránh khỏi thất bại. Tiếng hô vang tên thủ môn người Anh đã vang vọng khắp sân vận động trong những phút cuối của trận đấu và nhiều người ở lại để vỗ tay cho người gác đền này sau chiến thắng 3-1 của Arsenal. Lần đầu tiên trở lại câu lạc bộ cũ không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là khi bạn là thủ môn và kẻ đã đánh cắp găng tay của bạn lại đang ở bên kia sân. Đây là một ngày trọng đại với Aaron Ramsdale. Chia sẻ trước trận đấu, anh cho biết đã quá ngán việc các máy quay liên tục hướng về mình trên các khán đài cũng như Raya giữa khung thành trong giai đoạn cuối tại Arsenal. Những câu chuyện này khép lại là điều không thể tránh khỏi. Anh đã ôm các đồng đội cũ trong đường hầm trước trận đấu, bao gồm cả cái ôm nồng ấm với Raya, nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, thủ môn này được nhìn thấy có những trao đổi với huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal và thủ môn hiện tại của pháo thủ David Raya. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Arteta đã được hỏi đã nói gì với Ramsdale thì ông trả lời: "Tôi chúc anh ấy có những điều tốt đẹp nhất và cũng chúc mừng anh ấy vì đã có một trận đấu tốt." Ramsdale đã gia nhập Southampton vào ngày 30 tháng 8 vừa qua với một thỏa thuận ban đầu trị giá 18 triệu bảng Anh. Arsenal sẽ nhận thêm 1 triệu bảng Anh nếu đội của Russell Martin tránh được việc xuống hạng, với 6 triệu bảng Anh còn lại dựa trên các điều khoản cụ thể hơn. Rời khỏi một câu lạc bộ lớn như Arsenal luôn là một rủi ro, đặc biệt là khi gia nhập một đội bóng mới thăng hạng với một huấn luyện viên chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào ở ngoại hạng Anh. Nhưng Ramsdale không muốn ngồi dự bị thêm một mùa giải nữa. Có rất nhiều sự quan tâm đến Ramsdale từ các đội bóng ngoại hạng Anh thành danh. Wolverhampton quan tâm, nhưng huấn luyện viên Martin Rusell đã thuyết phục được anh trong quá trình đàm phán. Ngay sau khi ký hợp đồng, Ramsdale ngay lập tức trở thành thủ môn số 1 của Southampton và đã chơi trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League, chỉ ít hơn 2 trận so với thành tích anh đạt được cho Arsenal trong suốt mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, mọi chuyện ở bờ biển phía Nam không hề dễ dàng và tuyển thủ người Anh này cũng không ngờ tới điều đó khi những vị thánh để thua liên tục. Mặc dù Southampton đã để thùng lưới 15 bàn và chỉ ghi được 4 bàn, thành tích kém nhất giải đấu trong 7 trận mở màn ngoại hạng Anh, nhưng Ramsdale tin rằng đội hình này có tiềm năng chơi tốt hơn nhiều. Ramsdale cũng cần duy trì một triển vọng tích cực sau khi bị Mikel Arteta loại một cách tàn nhẫn. Việc phải ngồi dự bị trong thời gian dài là một thử thách và anh rất vui khi lại được ra sân thường xuyên. Chỉ có 20 vị trí thủ môn bắt chính tại ngoại hạng Anh và bằng cách chuyển đến Southampton, Ramsdale đã đảm bảo rằng anh là một người nằm trong số đó. Thực tế ở Arsenal rất rõ ràng, với Raya trong đội hình, Ramsdale khó có thể được ra sân thường xuyên. Chấn thương có thể mở ra một cánh cửa, nhưng chờ đợi một cơ hội như vậy là một canh bạc lớn đối với một thủ môn, đặc biệt là một thủ môn có tham vọng như Ramsdale. Để tiếp tục phát triển, đảm bảo vị trí của mình là một trong 3 thủ môn của đội tuyển Anh và tránh tình trạng trì trệ, anh biết rằng động thái ra đi là cần thiết. Tại Southampton, Ramsdale có thể sẽ phải đối mặt với áp lực không ngừng từ đối thủ. Điều này mang đến những thách thức riêng. Tuy nhiên, anh có xu hướng chơi xuất sắc trong những tình huống như vậy. Như đã chứng minh trong trận hòa 1-1 gần đây của Southampton với Ipswich, anh cũng thường xuất sắc khi đối mặt với nghịch cảnh tại Bournemouth và Sheffield United trước đây và giành giải thưởng cầu thủ của năm tại cả hai câu lạc bộ. Trong trận đấu với Ipswich, Ramsdale đã có 5 pha cứu thua quan trọng để giúp Southampton ngăn chặn được một thất bại. Bàn thua duy nhất mà anh phải nhận là một cú sút bị đổi hướng từ ngoài vòng cấm vào cuối trận. Việc thích nghi với một đội bóng, hệ thống và huấn luyện viên mới chắc chắn sẽ đi kèm với những khoảnh khắc bấp bênh. Và cho tới lúc này, Aaron Ramsdale đã làm rất tốt. Những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như giao tiếp với hàng phòng ngự và ra quyết định trong tích tắc, thường bị ảnh hưởng nếu không có kinh nghiệm thi đấu thường xuyên. Ở ngoại hạng Anh thì những sắc thái này tách biệt một thủ môn số 1 vững chắc và một cầu thủ dự bị. Southampton cần Ramsdale để tiến lên và giành những điểm quan trọng. May mắn thay, anh mang đến kinh nghiệm quý báu và hy vọng là thủ môn này có thể dựa vào những kinh nghiệm đó để dẫn dắt Southampton và giúp họ tránh khỏi việc xuống hạng. Aaron Ramsdale đã có ngày trở lại Emirates đầy cảm xúc, dù phải nhận thêm những bàn thua, đón nhận thêm thất bại. Nhưng thủ môn người Anh cũng đã phần nào chứng tỏ được tài năng của mình. Đó có thể là chìa khóa quan trọng giúp Southampton vững bước hơn trước con đường trụ hạng sắp tới. So when I throw all your poison inside of the fire, I'll cherish the look in your eyes. 'Cause would you